Thì năm mới này nếu như mấy anh em chơi game Free Fire vào mùng 1 Tết, các bạn sẽ có cơ hội nhận tài khoản có full trang phục, có hộp ma thuật, cũng như là sẽ có cơ hội nhận 20 triệu kim cương miễn phí từ game Free Fire. Thật là hấp dẫn phải không nào mọi người? Thằng này á, khả năng 99% die luôn anh em ơi. Không thể nào bật được kẹo, máu đang yếu mà. Làm sao? Uầy, đã xong 12 kill thằng cuối. À, tưởng gì thì ra là chú ở trên á. Sơi nổi anh không? Nào sơi nổi kẹo không? Cho chú trả lời này, chạy xuống á. Ui, ngu rồi em ơi. Yes, 13 kill top 1. Mua nick Free Fire lên quân, tới ngày sục sự kẹo.vn đền bù 100% với tài khoản lỗi. Hello anh em, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh của sự kẹo nha mọi người. Ui, hôm nay là 30 Tết rồi cơ anh em ơi. Nhanh quá nhở. Và mọi người ơi, vào game Free Fire làm ván Free Fire cùng kẹo nào. Rồi nha mọi người, không biết là trận này. Ui, phải trưởng ấy, kiểu như là cả ngày đến giờ thì không động tay vào điện thoại, chơi game ngáo thế anh em nhở. Mình bắn shotgun thì công nhận là cũng mù mắt rồi anh em. Nào, lên bảng này. Phải nói là mạng đầu tiên luôn là mạng dễ dàng nhất phải không ạ? Không biết là nhà anh em đã chuẩn bị Tết đến đâu rồi nè. Tết đến nên là kẹo cũng khá là bận. Thế nên là một ngày thì chỉ ra được có một video cho mọi người thôi. Thì rất là sorry anh em nha. Ui, vãi lúa, ai đây? Đừng có chạy nha em ơi. Ui, gì vậy? Có người nữa luôn. Vãi, căng mấy anh em. Nó ngay trong nhà này. Ui, quần máu à? Đứng lại em ơi. Vãi, gì vậy? Shotgun M1887 cả. Nhảy kinh thế em. Nhảy kinh này. Ơ, chẳng hiểu sao anh em ơi. Mình bắn shotgun mà kiểu mù mắt vãi trưởng luôn. Thề luôn. Chắc là bởi vì là kẹo chơi shotgun không quen. Đơn giản thì mình thường là mình toàn chơi MP40 thôi mọi người ạ. Chơi shotgun không quen cũng là một cái tội. Vâng đây ạ. Vãi hàng, làm sao đấy hả? Tí vỡ đầu em nhá. Đùa với anh đấy à? Nào, thích đùa với anh không? À mọi người ơi, chờ kẹo tí nhá. Con bên này, chạy vòng lại phản ứng luôn này. Chuẩn bị này. Nào, ui, áo tím này. Mình biết sẵn là nó nhảy ra rồi cơ mà mọi người. Thế nên là bật sẵn ống ngắm vào thằng bé. Thăng thiên luôn. Cực kỳ là đơn giản đúng không mọi người? Và anh em đã chơi Tết được nhiều chưa nhỉ? Kẹo thì hầu như là ở nhà thì chỉ dọn dẹp nhà cửa thôi mọi người ơi. Cũng chưa đi chơi đâu được nhiều đó. Hôm nay thì anh em sẽ cùng quây quần bên gia đình đón giao thừa nhá. 30 Tết rồi, kẹo không nghĩ là nó nhanh như vậy cơ anh em. Kiểu như là mình mới về hôm 28 mà hôm nay đã là 30 rồi. Nhanh dã ma luôn. Chẳng hiểu sao mà kiểu ngày trước đi học cũng thế anh em ơi. Cái lúc mà anh em chờ đợi đến Tết thì lâu, mà đến Tết rồi kiểu như là mấy hôm được nghỉ nó trôi qua nhanh quá luôn đấy. Cảm giác như là, ui, nhanh thật. Thời gian hôm nào mà không phải đi học là cực kỳ là nhanh luôn. Rồi nha mọi người, với 3 kill đầu trận, khá là nhẹ nhàng. Thì hôm nay mục tiêu cố gắng kiếm tầm khoảng là chục kill top 1 nha mọi người. Và nếu như mà các bạn thấy video của kẹo hay thì các bạn đừng quên nhấn nút like và chia sẻ cho video nha. Kẹo vẫn đang nghĩ rằng là Tết này thì sẽ lì xì cho anh em như nào, nhưng mà vẫn chưa nghĩ ra. Thì anh em ơi, thông cảm nhá. Bởi vì là mình về quê thì mạng mẽo nó kém quá mọi người ạ. Thế nên là cũng chẳng livestream với anh em được. Thì xin lỗi anh em nhiều. Số nhà 17 người chơi nữa. Hiện tại thì kẹo đang sở hữu combo súng đó là Pharmat này. Với lại chúng ta có thêm một cây MP40 nữa. Ten Ten lượn lờ qua đây xíu nào. 17 người chơi nữa thôi mà anh em ơi. Mình nghĩ là ở trên có người nên là cứ ném lựu lên cho nó chắc ăn mọi người ơi. Đấy, check mìn nào. Wow, vãi. Thế luôn, cái kiểu như là mà anh em đặt mìn này tôi quen lắm rồi đấy. Ui, vãi trẻ trâu hả? Sao lại cái kiểu nằm chơi game như này? À, các bạn ơi, tình hình là Tết nhất đã đến rồi. Thế nên là anh em học sinh đều được nghỉ học cả. Ơ, nhiều khi là các bạn chơi game như kiểu là mấy cháu tiểu học chẳng hạn này đấy. Lớp 1, lớp 2, lớp 3 kiểu chơi game là không biết chơi. Cứ vào trong game cái gài mìn lên nhà nằm. Cái kiểu rất là trẻ trâu anh em ạ. Mà kẹo thấy rằng là chơi game leo rank ngày Tết như này thì nó rất là căng luôn mọi người ơi. Nhất là anh em kiểu chơi game là vừa hạ gục xong thằng này cái là thằng kia lại đến hạ gục anh em rồi. Nó rất là vồ vập các bạn ạ. Vâng, chỉ có nằm và chơi game mà anh em. Toàn là kiểu thanh niên máu chó không, cứ nhìn thấy địch là lao vào. Đâm ra là kẹo chơi game top 1 cũng hơi khó. Nói thật với anh em là như vậy luôn.
Ten ten, 14 người chơi nữa nè. Tết nhất thì về chủ yếu toàn dọn dẹp nhà cửa, không có nhiều thời gian chơi game, nên là cũng không ra nhiều video được cho anh em. Đấy, nhưng mà hình như là hôm nay là đã xong rồi anh em ơi. Tối là đón giao thừa bên gia đình thôi. Năm nay nghe bảo là không có chiều táo quân, đâm ra mình cũng hơi buồn mọi người ạ. Tối là chờ đón giao thừa chẳng biết làm gì. Thôi thì anh em ơi, chắc là lại một game Free Fire, làm ván Free Fire thôi nhở. Kẹo thấy rằng là năm nay thì ở Thanh Hóa mình đây thì Tết nó cũng se se lạnh, thế nên là Tết đến, đấy, nằm đắp chăn anh em ơi và mở nhạc sàn, nhạc DJ mix, sau đó cầm điện thoại chơi game Free Fire. Thề luôn nó có một cái cảm giác chắc là phiêu vãi trưởng luôn anh em. Anh em công nhận là như thế không nhở? Mọi người ơi, mọi người đã like video chưa nhở? Mọi người chia sẻ video giúp Kẹo nha. Cảm ơn anh em rất nhiều nhá. Và nếu như là anh em mà có ý kiến gì thì các bạn hãy comment ngay bên dưới phần bình luận nha. Vâng, và Kẹo sẽ thực hiện những cái thử thách mà anh em đặt ra này. Hoặc là anh em có câu hỏi gì thì hỏi, Kẹo sẽ trả lời trong những video tới. Hoặc là có thể là trả lời luôn ở phần bình luận thì cũng được mà. Không sao cả đâu. Khi mà Kẹo rảnh thì Kẹo sẽ nhanh tay trả lời comment của các bạn nhé. Và mọi người ơi, chỉ còn lại có 11 người chơi nữa thôi mà anh em thấy không, bo nó còn rất là to luôn. Ngày Tết như này anh em leo rank cực kỳ là gắt, và cái chuyện mà gãy sớm là một chuyện hết sức bình thường. Từ hôm qua chơi game đến giờ mình gãy vãi trưởng, kiểu như là ở nhà chơi game ấy hay bị mẹ ganh mọi người ạ. Tức là ví dụ như là đang làm ván Free Fire xong là bố mẹ bảo chứ ưng con ơi ra làm hộ mẹ cái này cái là thôi, xong lại treo, và cuối cùng lát sau quay lại là mình đã thấy mình sanh mộ rồi. Mọi người ơi. Nhưng mà ý ra là Tết nhất thì còn đỡ hơn những ngày bình thường. Các bạn có nhiều thời gian hơn để chơi game này, có nhiều thời gian hơn để quây quần bên gia đình. Tết đến thì tâm trạng lúc nào cũng kiểu vui anh em ạ. Mình rất là vui luôn. Thế là qua năm mới này là Kẹo 21 tuổi rồi anh em ơi. 21 mùa xuân rồi. Các bạn bao nhiêu mùa xuân rồi nhỉ? Anh em hãy comment ngay bên dưới phần bình luận nhá mọi người nhá. Có người kìa. Vãi hà. Mà thề tôi không hiểu sao luôn anh em, toàn thích mặc đồ đỏ nhỉ. Quần đỏ chứng tỏ ca ve và vỡ đầu. Cái kết dành cho thanh niên quần đỏ. Anh em ơi, và quá là ngon luôn. Khi mà hiện tại Kẹo đã có được 5 kill rồi nha mọi người. Và trên tròi có người nha, các bạn ơi bình tĩnh nào. Trên tròi có một đứa nhá. Nào, làm sao hả em? Cứ bình tĩnh thôi anh em ơi. Không việc gì phải xoắn quẩy cả. Ok. Kẹo là kẹo thì nó ở phía trên rồi. Vừa check mìn thì phát hiện ra là không có mìn này. Cho quả lựu choáng lên trên luôn nhá. Và anh em ơi, chúng ta lên luôn nhá. Ở cái khoảng cách hẹp như này thì mình thấy là AK bắn nó hiệu quả hơn. Nào, hello. Áo xanh à? Nào. Ui, vãi hàng. Thằng này bắn ghê phết anh em ơi, shotgun. Nani. Ui, ghê thật. Xong. Ghê thế nào thì cũng lên 3 điểm số nha, 6 kill rồi. Cứ ghê với Kẹo đi, rồi Kẹo ghê lại cho thì đúng là số bạn xui nha. Đây, thế này là bạn chịu rồi nha. Kẹo thì giao thừa có thể là sẽ không lên video, hoặc là kiểu như là live stream để chúc mừng anh em được. Thế nên là sẽ chúc tên anh em trước nha. Chúc tất cả các bạn đang xem video trên kênh của Sĩ Kẹo đó là ngày càng đẹp trai xinh gái này, học giỏi này, hoặc là đi làm thì sẽ kiếm được nhiều tiền, và năm mới thì nhiều tiền. Đấy, nhiều sức khỏe hơn năm cũ nha. Và các bạn ơi, đừng bao giờ quên kênh Sĩ Kẹo nha. Các bạn hãy nhớ đăng ký và nhấn chuông để nhận thông báo khi mà Kẹo đăng video mới nhất nhá. Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người hôm nay đã xem video của Kẹo nè. Rồi nhá. Mọi người ơi, thôi lên xe nhá. Lên xe và kiếm thêm kill thôi, 7 kill rồi. Vậy là mục tiêu trong trận đấu này là xem như nào hoàn thành nốt 3 kill nữa, 10 kill top 1. Mình chỉ cần là thế thôi. Chứ thật ra thì mình cũng chẳng cần nhiều kill đâu. 10 kill top 1 là một cái tiêu chuẩn solo mà nó cũng khá khá rồi. Nó cũng khá là ngon rồi các bạn ạ. 7 người chơi nữa, đây. Vòng qua nào. Xem là ở đây có ai không nhở. Nào để coi nào. Anh xem là chú ở đâu nhá. Thế bây giờ chú muốn làm sao? Cái lúc Kẹo chạy qua thì lại không thấy nó đâu anh em ơi. Có biết là mình chạy xe như nào nhỉ? Hay là chạy xe nhanh quá thì đôi khi nó hơi bị khó thấy địch đó. Nên thôi mọi người ơi, thôi thì cứ tránh cái vùng đen gờ ra, không là kiểu như là đang chạy xe mà bom rơi thì nổ cả người lẫn xe, thì có lẽ như là thăng thiên tầm này hơi sớm. Kẹo thì Kẹo không muốn thăng thiên sớm như vậy, bởi vì là chúng ta còn kiếm top 1 nữa mà. Hòm xác hở của người này. Nào,
Làm sao? Uầy, làm sao? Tầm này đến Tết rồi còn đội mũ ông già Noel nữa. Số nhà mọi người. Và trên này có người này. Ok ok ok. Thấy gì nhá, ngay chỗ nhà gà trước mặt mà thôi. Coi chừng là chú sẽ vỡ đầu với anh nha. Nào hóng coi, hóng xem là ai sẽ vỡ đầu trước nè. À đây rồi. Nào, làm sao, làm sao, làm sao. Uầy, thằng bé này nó bắn rát phết luôn anh em ơi. Rát phết không đùa được. Công nhận là mình chơi với nó mình cũng hơi sợ nha anh em ơi. Thôi, xuống dưới lấy xe lên chơi nó anh em ơi. Đây nhá, xe của chúng ta đây rồi. Let's go now. 5 người chơi nữa thôi mọi người ơi. Hóng thôi nào để kẹo chạy xe lên phía trên xem là như nào nhá. Hello hello, các bạn đâu cả rồi nè. Uầy, ở đây này. Có người này, có người này. Nào làm sao. Uầy, tóc trắng hả em? Ui dồi ôi, tóc trắng này. Lên bản điểm số buồn chưa? Hẳn là tóc trắng cũng lên bản điểm số nhá. Rồi nha, và quần màu full cái đã. Ok anh em, chúng ta đã có được 9 kill rồi, 4 người chơi nữa. Lúc này thì cơ hội chiến thắng của kẹo đang đến rất là gần rồi nha mọi người ơi. 20% cơ hội chiến thắng này. Rồi nha, quan trọng thì mình sẽ lượm thêm 2 trái lựu. Có lựu đạn thì nó cũng khá là ok đó. Vì là tầm này thì bọn nó thu lại rồi, nên là mình sẽ không quay trở lại cái căn nhà gà kia nha mọi người. Theo đó thì tiến luôn vào bo, xem là có thanh niên vào bo trước không thì hạ gục cho nó luôn nhờ. Nào, trên này có ai không? Không thấy ngay bên trên này thì kẹo không thấy người đâu. Vậy nên là chúng ta có lẽ lại phải lượn lên trên rồi. Mình đã nghĩ rằng là không lượn lên trên nhưng mà bây giờ thì đành phải lượn lên trên vậy thôi. Nào, có ai không? Chưa thấy ai cả, kiểu sao vắng thế anh em. Kẹo thấy là khá là vắng luôn đó. Hello hello, anh em lại trốn đâu cả rồi nhở? À đây à? Ui, đây có người nè. Nào. À, không có, không có, không có. À đủ, không có anh em ơi. Vậy thì nó ở ngay trong này nè. Chạy lên trên luôn, ok ok ok. Nó ngay trong cái cống này anh em ạ. Một cái cống rất là to này. Ở phía dưới có người luôn kìa. Mình là mình chưa nhìn thấy thằng phía dưới nha mọi người. Ghê à nha. Căng phết thật. Để kẹo xem đã. Thằng ở dưới đâu, bước ra đây xem nào. Nào, chú đang đâu nhở, đây ạ. À, tưởng gì cơ, tưởng ở chỗ nào cơ, chỗ đấy à. À, chỗ này có một đứa này. Thôi xong. Ăn lựu no nha em ơi. Một trái thôi, một trái thôi. Ui, dựng bom keo kiểu ngu thế thì đúng rồi. Chết vì đầu đạn. Ngáo quá em ơi. Chơi game để như thế nào, chết vì đầu đạn. Ui, mình đã có được 10 kill rồi các bạn ơi. Ngon ha. Khá là ổn rồi anh em ạ. 10 kill rồi. Giờ là chỉ còn là xem như nào kiếm top 1 thôi. 3 người chơi nữa. Vâng, và kẹo hiện tại thì vẫn đang rất là tự tin nhá. Mình tự tin rằng là có thể hạ gục nốt 3 đứa này luôn. Kiếm lấy tầm khoảng là 13 kill top 1 nghe cũng ổn sưng sưa anh em nhở. 13 kill top 1 nghe cũng ngon đấy. Số nhá. Lượn lên trên con nào. À đây rồi. Anh đợi chú mãi. Giờ mới thấy chú này. Làm sao em ơi? Quần hồng à? Toán mới trên lên cave này. Quần hồng hải em ơi, thề luôn. Vỡ đầu chưa, buồn chưa em ơi. Chẳng hiểu sao mà anh em chơi game Free Fire rất thích là mặc đồ hồng, đồ đỏ nhá. Thằng nào nghe ok kia. Thôi xong. Thằng này đang phấn quẩy rồi anh em ơi. Các bạn là kẹo đã bắn cho nó một viên vào đầu rồi cơ mà. Xuống vả nó luôn. Nào. Thằng này á, khả năng 99% die luôn anh em ơi. Không thể nào bật được kẹo, máu đang yếu mà. Làm sao. Uầy, đã xong 12 kill thằng cuối. À, tưởng gì thì ra là chú ở trên á. Sơi nổi anh không? Nào, sơi nổi kẹo không? Cho chú trả lời này, chạy xuống á. Ui, ngu rồi em ơi. Yes, 13 kill top 1. Wow, phải nói là rất là đã luôn anh em ơi. Yes, ăn mừng nào. Và các bạn ơi, các bạn xem video, các bạn nhớ like và chia sẻ video nhá. Cảm ơn anh em nhiều, bye bye. Chúc các bạn ăn Tết vui vẻ nhá.